Kinh dị quá anh em ơi, 1.200 mấy luôn, ghê thiệt. Mình lên tính lên Facebook mà mình thấy cái trận này đối thủ mạnh quá, mình ghi lại nè, chống gì hết. Chuyền bóng về phía sau và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Fabian. Trời ạ, khán giả ngồi chưa cái chỗ mà đã có bàn thắng. Giống như là tạt một gáo nước lạnh vào mặt đối thủ. Không nên ăn mừng quá sớm, trận đấu vẫn còn rất dài. Andre Silva, quả bóng này ở mức dưới chuẩn. Ồ, khả năng lấy bóng của nó kinh lắm anh em ơi, khả năng giành bóng của nó kinh lắm. Rodrigo, một đường truyền dài dứt điểm thẳng. Các đồng đội đang rất hoang mang, pha bóng vừa rồi làm họ thật sự bất ngờ. Thi đấu rất nỗ lực nhưng bù lời nó bay lên, bù lời chơi đó mà đẹp. Chắc mà mình phải chỉnh sửa cái video này luôn á. Đang chơi cái chỗ đó phải quay tới quay lui vài ba lần cho nó đẹp chứ không gì hết. Ít khi nào mình sử dụng tính năng chỉnh sửa lắm nha nè, nhưng mà cái đó nó hay là sửa sửa. Pha phối hợp trung lộ. Suarez hay quá, vào rồi. Với bàn thứ hai họ đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, có thể nói là đã giữ chắc chiến thắng ở trong tay. Nếu không thể ghi thêm bàn, họ vẫn có thể giữ nguyên lợi thế này đến cuối đó, trận. Đó. Kết quả sẽ như thế nào? Ghê quá. Rồi. Lợi thế hiện tại rất mong manh, họ không thể chủ quan được. Tuyệt vời, một pha cản phá đẹp mắt giành lại bóng cho đội. Hai bên giằng co quyết liệt nhưng cuối cùng anh đã lấy lại được bóng. Andre Silva. Rodrigo đó, chỉ số cao lắm đó nè. Ông cho nó lên tấn công luôn nè. Pha vô lê cực mạnh. Đây rồi, pha dứt điểm rất mạnh mẽ. Ồ, thủ môn rất lâu sung sức đã thực hiện một pha cản phá tuyệt vời. Bóng đã trong tầm kiểm soát của anh ấy. Verratti. Suarez. Bản năng vô cực đã giúp cầu thủ này cướp bóng. Cái đợt mình để ý cái đợt bóng mình chuyền thẳng mấy trái đó là 10 lần mà bị mắc bóng hết 10 lần. Người ta đang muốn đơn thương độc mã. Chết rồi đó anh em ơi, chết nó lại đó anh em ơi. Tung cú dứt điểm. Họ đã trở lại trong tình thế hết sức khó khăn. Giờ đây họ đã trở lại thật rồi. Như mọi người đã biết, các trận đấu như thế này rất khó dự đoán. Cả hai đội đều có thực lực rất mạnh và họ đã có những thắng lợi và thất bại cũng rút ra rất mạnh. Anh ấy tung cú cứa lòng quá hấp dẫn, tình thế lại một lần nữa bị đảo ngược. Verratti. Pedro Leon. Quá dữ. Pha phối hợp trung lộ. Khả năng săn bàn của hai đội này anh em thấy cũng kinh quá ha nè. Dữ dằn thiệt chứ. Một đường truyền dài phát động tấn công. Bóng đã được thủ môn kiểm soát tốt. Cú qua kích. Cha chuyện trên không chuyện. Vậy là đã kết thúc hiệp đầu. Chuyện trên không chuyện đi chuyện dưới. Hiệp hai bắt đầu với những pha tấn công dồn dập. Mình có nên thay hay không ta? Rồi mình định thay mà thay không kịp luôn rồi anh em ơi. Verratti chuyền về tuyến sau để tìm kiếm cơ hội khác. Kovacic. Tuyệt vời, một pha cản phá đẹp mắt giành lại bóng cho đội. Chuyền về tuyến sau để tổ chức lại đội hình. Đó chứ, giữa trống kìa, giữa trống kìa. Trời ơi. Rodrigo. Lema. Lên lại luôn. Trời ơi, anh lên, anh không lên, anh đi quay ngược trở lại. Chứ đó là theo lý thuyết là phải đi lên chứ. Rồi chết cha. Quá tuyệt vời. Họ đã thể hiện tinh thần không bao giờ từ bỏ, rất đáng trân trọng. Đó là cái quy luật, anh em tấn công tao vô thì bị người ta chọt lên cái thôi, không gì hết. Dẫn bóng về phía trước. Gonzalo Guedes. Chọn vị trí khá thấp hàng dở ha. Chuyền bóng. Pedro. Giữa. Trời. Andre Silva. Verratti.
chứ nói chuyện cho giữa mới phù hợp chứ nói chuyện qua góc. Cướp bóng tuyệt hảo giúp đội thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Sao thằng đó nó múa nhiều thế ta? Lơ Ma, bóng đã trong trời tầm kiểm soát. Trời ơi, thằng Lơ Ma sao vậy? Kovacic. Hay là thằng Lơ Ma nó hết. Chuyền bóng vào vòng cấm, bắt bước một tuyệt vời. Fabian. Pedro. Bóng được di chuyển sang cánh. Lúc này độ chính xác không phải là ưu tiên hàng đầu, bóng phải được truyền cho đồng đội càng sớm càng tốt. Dứt điểm cực mạnh. Trời ơi. Cơ hội gì vậy đó mà nó xúc ra ngoài anh em ơi. Cơ hội như thế này. Bắt bước một tuyệt vời. Cái quy luật anh em xúc người ta không vô là anh em sẽ bị người ta xúc là lủng bụng, không phải giỡn đâu. Gonzalo Guedes. Đây là trái cuối cùng luôn đó, lấy bóng được không? Chính rồi, hết. Hết cơ hội đó anh em. Ừ còn. Fabian. Andre Silva. Hay luôn. Phút cuối cùng. Ủa còn hả? Cũng còn kết thúc đã được vang lên, trận đấu đã chính thức khép lại rồi. Kinh dị luôn anh em ơi. Công nhận đẹp hết nè. Đúng là đội hình 3-4-1-2 đó nè. Xin chào và hẹn gặp lại trong các trận đấu tiếp theo. Để xem lại mấy cái bàn này nó ghi sao, ghi khá đẹp ha. Đấy. Nói chung là lâu lâu mở vẽ dài trái luôn nè, mới đẹp. Chơi rồi chơi bỏ lỡ này lúc nãy kìa. À. Suarez. Hiếm khi nào lắm. Mình đưa mấy cầu thủ mình ra ngoài hơn anh em. Nói chung là cầu thủ mình hơn là đội đầu. Lâu hiếm lắm mà anh em mới thấy mình tranh bóng bổng lợi người ta đó. Đây, Rovio. Ồ, đá góc ngay góc luôn anh em ơi. Đá kiểu đó là thủ môn nào chịu cho nổi. Đó anh em thấy này. Đá bóng sấy không chơi. Ai cứu thua. Ồ. Nói chung là cái này cứu thua xa quá. Đây coi Leo. Nó vẽ mấy cái đó đường nào mà chạy cho khỏi anh em. Không nào áp vô trơn mà. Xúc châu còn chết nói gì thủ môn. Rudet. Cái thằng Rudet này ST nó cũng khá hay nè. Mặc dù nó là vàng, mình không biết phải nó mà có phiên bản vàng đen hay là mình lên nó là giá nào mình cũng lên đó chứ. Hồi lúc mà nó mấy cái đội hình kia nè, mấy cái đội hình trước á, mình thấy nó đá khá hay. Nếu chơi này nó ra đúng lúc thôi chứ không phải cứu thua gì đâu. Nó lớp bóng mà. Rabo. Bắt bóng một đá kiểu đó. Anh em thấy không? Cái game này hiếm có ai mà vô vòng. Chỉ có những anh em mới chơi nè, những cái anh em mới chơi mới để cho nó tấn công vào trong khu vực 16m tấn công thấp thôi. Chứ khi mà anh em chơi lâu rồi, anh em đưa chế độ xúc xa hết, thủ môn nào mà chịu cho nổi chứ anh em.
Trời ơi. Trời ơi. Ý gan mình xúc vật đền, ý gan xúc vật đền, mình canh ngay dữ, mình canh dữ dằn lắm, canh nó ngay dữ lắm ha. Mình canh nó ngay dữ lắm rồi đó, mình xúc nhẹ, ý là mình xúc nhẹ mà còn đá ra ngoài luôn. Trời, trái này đúng là hết cơ hội thiệt luôn á nè. Rồi. Rồi sau đây mình sẽ up cái đội hình mình lên cho anh xem nè. À nay thắng là được level 4, thắng được không có 2 điểm mà trời. Lúc trước mình hay mua cái này lắm nè, mở rồi toàn là gác không biết, giờ mình không mua luôn. Phải như cái này nó bán cho mình con 82, 83 ít gì mình cũng gán, mình bỏ tiền ra mình mua. Anh em biết không, mua mấy con luôn, nó mở rồi 78, 79 thiệt. Đau đầu với mấy cái sự kiện này. Giờ mình làm biến mua lắm, giờ lúc trước mình cũng hay nạp cho mình mua lắm. Giờ mình thấy mình nghĩ à. Đấy, vậy là 3421. Công nhận cái thằng Diallo. Tiro gì đó. Trời ơi, để này lên rồi nó sướng anh em ơi. Khả năng tranh bóng bổng sướng cực kỳ luôn, phê luôn á. Để mình coi cái thằng này nó có phiên bản cao không ra. Tiro đúng không? Rồi, mình sẽ tạm dừng tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.